Xin chào quý anh chị và các bạn quay trở lại kênh nhé. Hôm nay em xin giới thiệu một món ăn mới, đó là mướp đắng xào trứng nha cả nhà, hay còn gọi là khổ qua xào trứng. Mời cả nhà cùng theo chân em nha. Đầu tiên thì chúng ta rửa sạch quả mướp đắng và chúng ta sẽ thái thành cái miếng nhỏ như thế này nhé cả nhà. Chúng ta bắt dầu, cho dầu ăn vào chảo nhé cả nhà. Cho nó nóng lên một chút thì mình sẽ cho mướp đắng vào. Cho mướp vào chảo thì mình cứ đảo đều tay để cho nó mướp nó không bị một số thì chín quá và một số thì chưa chín nhé cả nhà. Mình cứ đảo đều tay vào để cho nó chín đều nhé cả nhà ơi. Bây giờ thì chúng ta cho một ít aji ngon này với lại mì chính cho tí súp vào cũng được nhé cả nhà, tùy theo gia vị của gia đình nhà mình. Cái quả mướp đắng này mình xào cho nó gần chín đấy thì mình sẽ cho một quả trứng vào nhé cả nhà. Những quả trứng thật sao mà mình đảo đều nó lên là nó rất là ngon, món này ăn ngon lắm cả nhà. Mướp đắng thì nó vừa giòn, còn cho một tí trứng là ôm ở ngoài thôi.
mình đảo lên tay nó lên là thì nó là ok, rất là ngon với cả mình. Giờ thì mình đang lấy ra đĩa nhé cả nhà, rất là ngon. Cho ra đĩa vào thưởng thức thôi. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình nha. Mình đã hoàn thành xong món khổ qua xào với lại trứng. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở những video clip tiếp theo nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye cả nhà. Thank you cả nhà nhiều.